Chuyện Hương Giang ngồi trên ghế nóng, người ấy là ai và được xe duyên với CEO Medlew hiện đang là chủ đề chiếm sóng mạng xã hội. Mới đây nhất, nam MC truyền hình tên Việt Phong bất ngờ đăng tải dòng trạng thái được cho là nói về Hương Giang. Nội dung bài đăng của nam MC này được cho là mang tính miệt thị khi nhắc đến chuyện Hương Giang là nam nhân chuyển giới thành nữ. Nam MC viết: "Dù gì cũng là một nam nhân chuyển giới thành nữ mà cứ ngồi sóng truyền hình chỉ bảo phụ nữ thuần chủng cách để giữ đàn ông, chinh phục giai, hơi sai và xa giới hạn, kỳ kỳ." Đoạn chia sẻ khiến nam MC vấp phải làn sóng ném đá của dư luận. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã liên hệ với MC Việt Phong và nhận được lời giải đáp. Riêng mình vẫn giữ quan điểm, những gì của phụ nữ và là phụ nữ thì chia sẻ kinh nghiệm cho phụ nữ khác với tư cách là một người phụ nữ hẳn hay hơn. Còn phụ nữ thuần chủng chỉ là cách nói, chứ mình không hành văn trên những bài báo mình viết. Cộng đồng LGBT mình làm bài phóng sự không ít nên hiểu rõ nhiều về thuật ngữ và ngôn từ khi viết về họ. Tuy nhiên cũng bởi nó quá nhạy cảm nên mức độ tương tác vừa tích cực và nhiều tiêu cực như vậy. Mình không bài xích, không kỳ thị và chê bai các bạn trong cộng đồng, nhất là các bạn trans, người chuyển giới. Hẳn một lời hay một status cũng không rõ được vấn đề, và giữa những kẻ xa lạ nhau càng không cần biết nó tốt hay không tốt mà cứ văng tục ném đá. Vấn đề này mình làm truyền thông nhiều nên mình không mấy lo ngại và phiền não. Nhưng cũng bởi một số anh chị đi trước chia sẻ, kêu mình khóa thì mình khóa khi có quá nhiều luồng trái chiều như thế. Còn với Giang, mình luôn nhìn nhận trước giờ và luôn thấy đó là một người với nhân dạng đẹp, chiều sâu đằng sau bao đớn đau của việc thay hình đổi dạng để được là bạn ấy bây giờ. Một phụ nữ sau chuyển giới, bạn ấy lôi cuốn người khác từ một show truyền hình cũng bởi chiều sâu và mức độ trải nghiệm cuộc sống nhất định, chứ không có nghĩa là một người phụ nữ từng trải. Trước thái độ miệt thị của nam MC, nữ ca sĩ Tóc Tiên tức giận để lại bình luận: "MC đài truyền hình mà thiển cận vậy luôn đó hả? Trích lời một phụ nữ thuần chủng và từng trải." Lục lại những chia sẻ năm 2016, Việt Phong từng gây tranh cãi khi đưa ra phát ngôn về Gil Lê khi nữ ca sĩ xuất hiện trên TV trong trang phục vest. Thoáng quá, những hai đứa con trai dẫn show đứng cùng sân khấu. Bị nhắc nhở, anh còn đáp trả: "Em biết hai thằng này ạ." Hiện ồn ào vẫn thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Không ít người lên án hành động của Việt Phong, nhất là khi công chúng đã và đang có cái nhìn cởi mở hơn về cộng đồng LGBT. Họ cần được bảo vệ và đối xử công bằng trong xã hội, bất kể là với cương vị nào. Thô tục nhất chính là bạn nghĩ rằng mình không có tí định kiến nào đâu, nhưng thật ra trong lòng bạn vẫn ngập tràn định kiến, một bình luận được đông đảo dân tình tán thành.